trong thực tế ở các bãi phân người ta thường thấy những cặp bọ hung đẩy những hòn phân đi đâu đó tuy nhiên nó không phải là thức ăn của những con trưởng thành khi phát hiện một đống phân tươi chúng dùng đầu và chân trước xúc phân ướt trộn với đất rồi ve thành viên sau đó đẩy đi tìm chỗ thích hợp cho con cái đẻ trứng khi tìm được khu địa lợi bọ hung cái đào lỗ trên viên phân đẻ trứng vào trong đó rồi lấp lại ngay tiếp đó bọ hung đào lỗ dưới đất và cho viên phân vào lớp lớp đất sao cho bằng mặt đất để ngụy trang những viên phân này là nguồn dinh dưỡng nuôi con non sắp ra đời sau đó cặp bố mẹ này lại tiếp tục hành trình làm viên phân ở chỗ khác để đẻ trứng